Alo. Có khoảng cách một tí. Alo alo. Bây giờ là có hai câu rất là khó. Và thưởng yên 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 yên. Thế bây giờ hai. Có nháy bây giờ từ đấy là uống chân nào. Bây giờ uống chân đi. Rồi uống em. Bây giờ là hai câu hỏi rất là khó. Và phần điểm rất là cao. Thôi, tuyển đi chủ nhà thôi. Được rồi. Ai là người giữa các anh là có hai câu hỏi. Đúng rồi. Còn nữa. Thắng nữa. À, hơn như này. Thôi, ba nào. Ba nào. Nghe rõ trả lời. Đây là câu hỏi toán. Phải tính toán thật kỹ. Ôi, được chưa? Hai câu hỏi về toán học mà rất là khó vui nhá. Nếu trả lời phần phần quà rất là cao nhất ở khu vực này nhá. Đã chuẩn bị chưa? Rồi bây giờ nhá, nghe này trả lời nhá. Có một con lợn nhớ chỗ đầu bài này. Có một con lợn đẻ ra 10 con nhỏ nhá, thì cho hàng xóm hai con tiếp tiền bán đi hai con, hỏi có mấy con chó. Thằng nào thằng này thông minh trả lời. Thôi từ 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 bánh nhá. Ơi, câu hỏi thứ hai khó. Câu hỏi thứ hai đâu rồi? Nghe câu hỏi thứ hai đây này. Thằng nào trả lời rồi đây. Có một cái câu hỏi về toán học phải trả lời chính xác. Sai là không được quà đâu nhé. Bây giờ là có một cái cây mà nhớ nhé, có một cái táo có hai nhánh, mỗi nhánh có hai cành, mỗi cành có hai đá, mỗi đá có hai quả. Hỏi có bao nhiêu câu hỏi? Không, tại sao lại không? Một cái đảo mà có hai cây, có mấy quả? Có mấy quả? Hai quả. Thằng này có mấy quả? Thật ra là có không quả. Thật tại vì bác bảo là trên cây có hai quả táo. Mà tự nhiên câu trả lời cuối cùng của bác lại là ổi. Thằng này giỏi. Nếu mà thằng này trả lời xuất sắc được ba hai quả. Rồi mà nắm với ông thầy. Bây giờ là ông thầy thẳng cho con tôi nhận ý. Bây giờ là đường là ngoài. Anh yêu ơi, bỏ anh Thành ra thôi. Thành ra đi. Anh ơi. Anh Thành ơi.